Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 31 tháng 10 của Bộ phận khám chữa bệnh vừa công bố, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt 60 triệu đồng với chủ hộ kinh doanh Rita Home Spa tên Nguyễn Trọng Khánh, địa chỉ 796 trên 21 Trường Sa, phường 14, quận 3. Hành vi vi phạm của cơ sở trên là sử dụng thuốc, các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông tại cơ sở không phải bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về khoa thẩm mỹ theo quy định. Cơ sở trên còn bị phát hiện quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Ngoài phạt tiền, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh còn đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Nhân viên chăm sóc da của cơ sở là Cao Thị Hoàn bị phát hiện khám bệnh chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề liên quan nên bị phạt tổng cộng 30,5 triệu đồng. Trước đó, tại quy định xử phạt ngày 26 tháng 10, Đặng Thị Vinh, chủ hộ kinh doanh cơ sở săn sóc da mặt Hiền Anh, địa chỉ 8D Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, bị thanh tra sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt tổng 120,5 triệu đồng vì ba hành vi: thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động liên quan; Thứ hai, khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Thứ ba, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trái quy định trong danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Tháng 10, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phạt hộ kinh doanh Hương Phát 300 Trần Hương Đạo, phường 1, quận 5 37 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược. Bán dược liệu đã qua sơ chế không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kinh doanh hàng hóa dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, tước chứng chỉ hành nghề dược của dược sĩ Lê Thành Thủy tại cơ sở thời hạn 2 tháng, buộc tiêu hủy dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc buộc nộp lại số lợi bất pháp 6,5 triệu đồng. Bị phát hiện giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, bà Cao Thị Xuân 60 trên 15B, ấp tiền lân 1 xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, bị phạt 7,5 triệu đồng. Các cơ sở còn lại bị xử phạt trong danh sách tháng 10 bao gồm nhà thuốc phúc hậu 247 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, bị phạt 27,5 triệu đồng. Nhà thuốc Phúc Vinh, 40 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận bị phạt 26 triệu đồng. Nguyễn Trần Trúc Huân, 61B, Nguyễn Trí Thành, phường 4, quận 11, bị phạt 3 triệu đồng. Nhà thuốc Tề Khánh Thi, 365 An Dương Vương, phường 10, quận 6, bị phạt 12,3 triệu đồng.